rượu nếp với ngày ăn thôi, ngon lắm. Cho mắc cốt thử. Đấy, để trong tủ lạnh nhé. Thoải mái. Cái này thì để ăn thoải mái. Đấy mà. Ví dụ vô khuya này, các con. Ngon lắm, ngon lắm. Flip rice. À dầu hôi thì vì cái giác cái can inject im bào mút man cái giúp can alles mögliche then to inject im bào su thiết then und das ist typische lip rice mit gewürz wie man auf hier wein brand macht und so zusammen vor 10 Tage schon gemacht und damit man isst dann wird alles hier und heute früh habe ich voll diese auch gegessen gut. Anh giết thì rồi, ốm bên vào rồi rồi, à vừa giết thì rồi, ta thấy mà đấy, kể bảo đấy, bây giờ ăn vào để nó giết tất cả sâu bọ trong trong ruột này, bảo anh ăn. Xuyết mà phụ viên bên smoke thì ăn vậy này. Và bà hồi thì phụ viên biết phôn. Mà này phụ hát phôn. Ba đâu? Mít. Không, sáng nay ba ăn đầy rồi. Mẹ mua ba bát luôn, thế là mẹ thắng lên trong bàn luôn. Nhà một bát này đầy. Mẹ chia ra một nửa cho lên tủ. Ra là vừa.